Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trong ngày mất kiếp khó tìm cầu, con đang nghe thấy chuyên trì tụng hiện tỏ như lai người nhiều màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 742 Phật thuyết tự ái kinh, hán dịch đời Đông Tấn, Tam Tạng Trúc Đàm Vô La người xứ Phương Trúc. Nghe như vậy, một tuổi nọ, Đức Phật ở tại khu vườn trường Kỳ Đà cấp cô độc, thuộc nước Xá Vệ. Một hôm vừa đến chỗ Đức Phật nhìn thấy tinh xá, vua liền xuống xe, bỏ lòng tháo kiếm cởi giày chắp tay đến lại sát chân Đức Thế Tôn, rồi lui ra quỳ thưa: Bạch Thế Tôn, ngày mai con có tổ chức bữa cúng dường ngọ trai đơn giản tại ngã tư đường, con xin thỉnh Thế Tôn cùng chư tăng đến dự để cho hết thảy dân chúng biết Phật Thế Tôn và được thấy nghi thức ấy mà truyền lại cho đời, từ đó làm phép tắc nguyện cho chúng sinh xa lìa yêu quỷ, tuân giữ năm giới, hở hầu tiêu trừ các hoạn nạn của đất nước. Đức Thế Tôn nói: lành thay, làm vua trong một nước là người hướng dẫn sáng suốt để thống lãnh dân chúng, cầu phước bằng đạo đức. Thuở xưa ta làm vua cũng đã phụng thờ chư Phật, Sa Môn Phạm Chí thường thực hành bốn đẳng tâm, sáu độ dốc cầu để đạt quả vị Phật vô thượng. Vua nói: Bạch Thế Tôn, lời Thế Tôn dạy rất đúng, nếu không gieo hạt thì làm sao có trái. Con thọ ân Phật mà sinh ra làm người, bỏ thân nữ liền được thân nam, là số căn đầy đủ hưởng phước gặp Phật ra đời để giáo pháp sáng suốt giáo hóa nước con. Con xin lui về để lo bữa cúng dường. Lành thay, trở về cung điện, vua cho sửa sang lại đường xá bằng phẳng, treo cờ dựng phướng lộng từ ngã tư đến cửa tinh xá. Hai bên đường treo đèn sáng như sao, mỗi bước có một lư hương, các nhạc trời ca hát mừng Phật Chí Tôn, những đức hạnh, đức thanh khiết của các sa môn. Vua cho người rải hoa báu đủ loại nhiều như mưa, rưới nước thơm trên đất và trải vải mịn. Suốt đêm vua tự mình làm thức ăn, như một dạng đích thân đến nghênh đón Đức Phật, cúi đầu sát đất quỳ thưa: Cuối sinh Thế Tôn đủ lòng đại bi, hiện thân để cứu giúp chúng sinh. Đức Phật mặc pháp phục rồi cùng các tỳ kheo đi đến ngã tư, vua và các quần thần theo hai bên. Đến nơi Đức Phật ngồi trên tòa, phu nhân và thái tử bỏ trang sức đi chân đất đến cúi lạy sát chân Phật. Sau khi lấy nước rửa, vua tự tay đi xớt thức ăn, Phật và chúng tăng thọ ngọ trai xong, vua cúi đầu thương: Nguyện đem bữa ngọ đơn giản hôm nay cầu cho trời người đứng loài bò bay mấy cửa, đời đời được gặp Phật pháp tăng, trừ bỏ đời sống ô trượt của thế gian, học tập theo pháp Phật. Phật nói: lành thay, vua là cha mẹ của muôn dân, lấy từ bi để tu sửa họ, lấy sự sáng suốt cao thượng để hướng dẫn họ, nguyện gì đều được nấy. Vua nói: dân chúng khắp mọi nơi đều nói là tự yêu mình, nghĩa của tự yêu mình có quan trọng chăng? Đức Thế Tôn khen: điều ông hỏi hay lắm. Con người ở đời tâm niệm rất độc ác, miệng buông lời độc ác, thân làm việc độc ác. Ba độc ác này xuất phát từ thân, miệng và ý, khiến cho chúng sinh bị đau khổ. Chúng sinh bị ác độc tức lấy kết oán hận, tâm niệm luôn luôn muốn báo thù. Có khi báo thù nơi đời hiện tại hoặc sau khi chết, thần thức đã lên cõi trời rồi, còn trở xuống báo thù. Có khi làm người, súc sinh, quỷ thần, thái sơn giết hại lẫn nhau, tất cả đều cho nghiệp tại từ đời trước, chứ chẳng phải tự nhiên sinh như vậy. Thân ba, điện bốn, ý ba, không xấu, mà vì người ngu buông thả, bất hiếu với cha mẹ, kính thờ yêu quỷ, dâm loạn say sưa, thành hạng bần tiện để đưa đến cái họa, làm huy thân diệt tộc, chết bị đọa vào chỗ đường dữ, lửa nước nơi ngục tối, khó làm được thân người trở lại, đã cách Phật quá xa, lại không ưa thế giới thanh tịnh của sa môn, mà lại ưa hội họp với kẻ ngu, đây gọi là thích họa huy vong, là người không tự yêu mình. Vua hỏi: lành thay Bạch Thế Tôn, con xin Thế Tôn dạy bảo về pháp tự yêu mình, nghĩa nó như thế nào? Phật bảo: pháp tự yêu mình là trước tiên phải quy y Tam Bảo, lấy giáo pháp để nuôi chính bản thân, đem lòng từ bi thương xót người và vật, thương xót kẻ ngu lầm, phải vui thích học hỏi, tâm bình đẳng cứu giúp tất cả, đem an vui ban bố cho muôn loài, nguyện đền trả bốn ân, bố thí cho người bần cùng đói khổ, có thể chúng sinh không oán thù, chư thiên theo giúp đỡ, không có các tai họa hoành thành, lao ngục kiếm bén, các thứ ác độc đều tiêu trừ,
dòng họ luôn được an vui, sống không gặp hoạn nạn, chứ được sinh lên cõi trời, gặp chỗ sáng suốt. Đây gọi là tự yêu mình. Vua nói lành Thái Bạch Thế Tôn, những lời Thế Tôn dạy thật là chí lý. Phật bảo, những bậc hành giả hạnh cao thượng, thanh khiết, chân chánh, đối với uế lợi, tà lạc không để nhiễm vào tâm, miệng không bao giờ nói bốn điều ác, thân xa lìa ba sự hung dữ, dù cho mạng sống bị nguy nan, trọn đời vẫn giữ những cái lời dạy ngọc của Phật để cho chính mình được an lạc và thân tộc luôn được bình an, qua đời sẽ lên cõi trời hưởng phúc lợi. Đây gọi là tự yêu mình. Vua nói lành Thay, xin Phật chỉ dạy. Phật nói, dù có ai độc ác hoành hành nhưng phải nhẫn nhịn, đừng nói hãy đem lòng từ bi thương xót người ấy, luôn luôn cứ giúp họ tinh tấn không đứng trễ, với một lòng hướng theo Tam Tôn trong ngoài tĩnh lặng, luôn trồng gốc đạo và quán sâu vào đường thánh, sáng suốt hóa độ với những lời chân thành, hiếu thuận với cha mẹ, cứ giúp mọi người, hướng dẫn họ làm các việc như vậy sẽ thường gặp phước đức. Đây gọi là tự yêu mình. Vua nói lời Thế Tôn giảng dạy rất đúng. Bây giờ có hai người đi buôn, một người nghĩ rằng thân Phật cao một trượng sáu, một vàng rồng đẹp như hoa, trên đoạn có nhục kế, tráng phóng hào quang uy nghiêm khó tả, Đức Phật như vua, Sa Môn như trung thần. Đức Phật lập ra các phép tắc sáng suốt. Sa Môn thì giảng nói, đó là ông vua sáng suốt. Người ấy nhận biết Đức Phật là bậc đáng tôn kính. Đức Phật biết ý nghĩ của người ấy thuần thục và thấy rõ sự vui mừng như được quả báu. Người thứ hai nghĩ ông vua này ngu muội, chỉ làm chủ một nước còn mong cầu gì nữa. Phật như con bò, đệ tử như chiếc xe, con bò kéo chiếc xe chạy khắp nơi, Phật cũng giống như vậy. Ông ta đâu có đạo đức mà mình tuân phục để phụng thờ. Phật biết người này có niệm ác, chắc chắn bị quả báo, nên Phật cảm thấy thương xót họ. Người thứ hai trong lòng lo sợ như có chỗ vướng mắc. Hai người cùng lên đường khoảng 30 dặm và dừng lại quán để uống rượu. Rồi bàn luận tranh cãi lung tung. Người có ý nghĩ thiện được Tứ Thiên Vương sai thiện thần đến ủng hộ. Còn kẻ có tâm ác thì bán Phật về quỷ địa của địa ngục, làm cho rượu và ruột giống như lửa đốt thân, rồi dần dần ra ngoài đường hầm giữa vết bánh xe. Sáng sớm, cái người lái buôn đưa 500 chiếc xe đi qua, giết chết kẻ ấy. Người bạn tìm thấy nói, ta gặp nguy rồi, nếu lấy vật đi là bất nghĩa, mà trở về nước thì bị nghi ngờ. Nói như vậy rồi ông ta xem thường thân thể, vứt bỏ của cải mà đi thẳng. Một đoạn xa cách thành Xá Vệ khoảng vạn dặm có một nước vua. Nước ấy đã qua đời mà không có thái tử. Sấm thưa nói, trong vùng đất này có người tài giỏi xứng đáng được làm vua. Quần thần bàn, nước không có vua, giống như người không đầu khó mà đứng vững được. Tiên vương có con ngựa luôn kính lễ vua. Nếu người nào làm vua được thì ngựa quỳ xuống trước mặt người đó. Mọi người đều nói hay lắm. Thế rồi họ sửa soạn xa giá, lấy ấn vua buộc lên xe. Người ngựa chật cả đường, cái nào trông thấy cũng đều chảy nước mắt. Người buồn kia cũng ra nhìn đám đông. Thái tử nói người kia có đám mây vàng che trên đầu như chiếc lọng, chính là vương khí. Bỗng nhiên con ngựa thần tiến thẳng đến, quỳ xuống liếm chân người đi buôn. Quần thần vui mừng chuẩn bị hương hoa, nước nóng, tắm rửa để bái ông ta là vua và xưng mình là thần. Vua nói tôi vốn là kẻ đi buôn, không có công đức gì. Với dân chúng tôi không thể gánh vác lấy ngôi vua. Quần thần nói, trời đã trao cho người có đức nên được con ngựa thần quỳ gối. Thế rồi người buôn kia trở về ở cung vua, cho phép sửa lại chính trị của đất nước. Vua suy nghĩ, ta không có chút phước đức nào cả, mà sao nó lại được làm vua? Chắc chắn là nhờ ân Phật nên mới được như vậy. Vào sáng sớm, vua ngự triều ca ngợi Phật là bậc thánh vô thượng, rồi thống lãnh quần thần đến nước Xá Vệ của đạo bạch Phật. Bạch Thế Tôn, kẻ tầm thường này nhờ đức của Thế Tôn thấm nhuần đã được làm vua. Quốc độ này truyền đời không biết có Phật, sách vở lưu hành cũng không ghi chép. Xin Thế Tôn đem ánh sáng rực rỡ để khai mở cho dân chúng đuôi điếc trong nước này.
Ngày mai con thỉnh Thế Tôn và chúng tăng đủ lòng thương xót, đồng ý cho con cúng dường 3 tháng một lần. Đức Phật dạy Tôn giả A Nan: ông hãy thông báo cho các tỳ kheo ngày mai nhận lời mời của vua ấy. Các ông lên từ từ hiển bày toàn công để cho dân chúng nước này được chứng kiến. Chư thiên nghe Phật đến đó giáo hóa nên cũng cùng nhau đi theo, trở lên đủ loại kỹ nhạc treo cờ phướng lẫn báu trải hoa xuống, ánh sáng rực rỡ. Thế Tôn và chúng tăng đều ngồi trên chánh điện, vua theo phép tắc của vua nước Xá Vệ mà cúng dường đúng pháp. Vua đích thân đi xuất thức ăn. Sau khi ngồi trai xong, vua lấy ghế nhỏ ngồi trước mặt Phật nghe thuyết pháp. Vua nói: trước đây con là kẻ hèn mọn, hoàn toàn không có chút đức, vì sao nay được làm vua như vậy? Phật nói: thuở xưa vua cúng dường cơm cho Phật, vua nghĩ rằng Đức Phật như vua một nước, sa môn như quần thần, do vua trọng nhân như thế mà nay được phước báo ấy. Còn người kia nói: Phật giống như con bò, đệ tử như chiếc xe. Người kia do gieo trồng hạt xấu ác nên bị xe nghiến chết, nên còn bị xe bằng lửa nghiến trong ngục Thái Sơn. Tự mình gánh chịu quả báo như vậy không phải vì sức mạnh và quyền lực mà vua có thể đạt được, mà là do phước đức từ chỗ làm điều thiện. Hễ giảm eo ác thì họ tìm đến, giống như tiếng vang dội lại. Thiện ác như âm thanh, không phải trời đồng quỷ thần làm ra, cũng chẳng phải tiên linh lạc tâm thì dẫn đầu, mà thành tựu do thân khẩu. Đức Phật nói kệ: tâm là gốc pháp, tâm sai tâm khiến, trong tâm nghĩ ác, nói làm điều ác, tội khổ đi theo như xe theo rảnh. Tâm là gốc pháp, tâm sai tâm khiến, trong tâm nghĩ thiện, nói làm điều thiện, phước lại tự đến như bóng theo hình. Đức Thế Tôn lại bảo vua: trong các tội cái nặng nhất có 5: bất hiếu, bất trung, giết người thân, giết vua, làm tan nhà nước loạn, đó là một tội nặng. La hán tu hành chứng được định không vô tướng chưa nguyện, mà ý tưởng như Phật cứu giúp chúng sinh lại hướng đến hại những vị này thì mất tội gấp đôi. Phật đã dứt trừ các tội được phước tướng tốt, 10 lực chỉ dạy những hướng dẫn chúng sinh có tâm từ bi hoan hỷ. Tôi ấy quá hơn mẹ hiền mà lại ngu si phỉ báng ghét bỏ nên mất tội gấp 3 lần. Sa môn thanh khiết, ý chí trong sạch, đức hạnh rất cao thượng, đem kinh pháp để giúp Phật hóa độ kẻ ngu si, nối tiếp kế thừa chư Phật. Chúng sinh được độ đều nhờ chúng tăng, vậy mà vua nịnh dèm pha câu kết để đưa đến bất hòa. Nếu tăng không hòa thì chánh pháp suy tàn, muôn dân bỏ chánh pháp khiến 3 đường ác không thịnh, làm não loạn thì cao tăng, do đó mắc tội nặng gấp 4 lần. Đất nước của báu trong chùa chúng tăng hết lòng đem cúng dường tam bảo, còn người ngu si thì pháp hủy hoặc trộm cắp nên mắc tội này nặng gấp 5 lần. Ai phạm 5 tội ấy thì gọi là tự giết thân mình, tự tàn hại dòng họ, tự gieo mình vào lửa Thái Sơn. 5 tội này nặng hơn núi Tu Di, cho nên phải cẩn thận cho trái phạm. Đức Phật giảng nói kinh này xong, vua và các quần thần đều chứng quả tới đại hoàng, vân giữ 5 giới làm thanh tính sĩ. Nhân dân trong nước có người làm sa môn, giữ giới hoặc làm thanh tính sĩ. Vua lấy 5 giới, 10 nghiệp thiện làm pháp luật trong quốc gia. Chư thiên đã giúp đỡ ủng hộ, khiến cho đất nước hưng thịnh. Chư thiên trời đồng vua quần thần, lấy dân đều hoan hỷ.